Với mong muốn tất cả trẻ em và người lớn đều được tiêm vaccine phòng bệnh, nâng cao sức khỏe, hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine cho trẻ em và người lớn VNVC ra đời và ngày càng mở rộng đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tính đến nay, VNVC đã có hàng trăm trung tâm trên khắp cả nước đang phục vụ nhu cầu tiêm chủng của hàng triệu gia đình Việt Nam. VNVC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh đạt chuẩn GSP và 3 kho tổng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Hệ thống kho lạnh trang bị đầy đủ các thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động hiện đại, hệ thống cảnh báo kịp thời khi nhiệt độ vượt ra khỏi ngưỡng cho phép, hệ thống xe lạnh vận chuyển vaccine đảm bảo tiêu chuẩn lưu giữ vaccine trong nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, đảm bảo hiệu quả của vaccine và an toàn cho người sử dụng. Tất cả các phòng tiêm được trang bị tủ giữ vaccine chuyên dụng, quy trình an toàn tiêm chủng được đảm bảo ở mức cao nhất. VNVC là đối tác uy tín của các hãng vaccine trên thế giới và trong nước. Toàn bộ vaccine có nguồn gốc rõ ràng, nhập khẩu chính hãng từ các hãng uy tín trong và ngoài nước. VNVC còn là nơi đầu tiên có các loại vaccine thế hệ mới, vaccine khan hiếm từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới. VNVC trang bị thiết bị y tế đạt chuẩn cao cấp, không gian sang trọng, sảnh chờ rộng rãi, phòng khám, phòng tiêm hiện đại, khu vui chơi dành cho trẻ em sinh động, phòng chờ sau tiêm, phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã cho bé và rất nhiều tiện ích miễn phí kèm theo. VNVC có đội ngũ nhân sự bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, 100% được đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn tiêm chủng, liên tục được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ tiêm chủng an toàn. Tại VNVC, 100% khách hàng được khám sàng lọc miễn phí nhắc lịch tiêm, tra cứu lịch sử tiêm chủng trên website. Tổng đài tư vấn miễn phí hoạt động 18/24 giờ mỗi ngày. Đặc biệt, VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng vaccine duy nhất tại Việt Nam có đường dây nóng hỗ trợ xử lý phản ứng sau tiêm cho khách hàng của VNVC hoặc bất cứ người dân nào có nhu cầu hỗ trợ. VNVC là đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ mua gói vaccine trả góp không lãi suất. VNVC cam kết bình ổn giá ngay cả thời điểm khan hiếm vaccine. VNVC là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thực hiện chuỗi tư vấn sức khỏe lớn nhất với sự góp mặt của các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trên các nền tảng truyền thông đại chúng uy tín, kịp thời cung cấp và cập nhật những thông tin khoa học chính xác về vaccine và dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, các chương trình vì cộng đồng như chia sẻ cùng quỹ trò nghèo vùng cao, cơm có thịt, tài trợ khám sức khỏe toàn diện, xét nghiệm và siêu âm cho các bệnh nhân chất độc da cam, dioxin, ủng hộ thuốc và vật tư y tế cho đồng bào miền Trung trong bão lũ. Hệ thống tiêm chủng VNVC, địa chỉ vàng cho chích ngừa vaccine an toàn, chất lượng,